Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây xin giới thiệu đến các anh chị phần 1 trên 3 của bài 10. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu từ mới. Ta có từ thứ nhất là từ sủ phản. chủ âm án Việt là trừ. À, phản là phòng. Thì trừ không thấy còn dùng trong tiếng Việt nhưng mà phòng thì vẫn còn. À, trừ vốn có nghĩa từ chủ đó không vốn có nghĩa là nhà bếp rồi và cái nghĩa chủ phản cũng là nhà bếp thôi à, chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè cứ cờ mama suy nã lì là cờ mama suy nã lì là suy nã lì ở đây ta có thể đổi bằng suy nã cũng được anh ơi mẹ đi đâu rồi Ta chạy chu phản lì Ta chạy chu phản lì 有什么事 Mẹ ở trong nhà bếp có việc gì vậy? Wo sáng xin má mà bán cơ mạng. Wo sáng xin má mà bán cơ mạng. Em muốn nhờ mẹ giúp một việc, giúp giùm một chút. Tha mãn là phụ nữ bán nị. Tha là phụ nữ bán nị. Mẹ bận rồi không thể giúp em được. Kế tiếp chúng ta xem từ mở rộng nè. Xe chủ, xe là đi xuống, xe chủ là xuống nhà bếp. Có nghĩa là mình đi nấu nướng, Chín uh, à, thiên mama mà mắng là Papa bà xe chú à Chín thiên mà mắng là ba bà xe Hôm nay mẹ bận rồi bố xuống bếp Có nghĩa là bố xuống nấu ăn đó Thứ hai ta có từ chủ sư Sư này nằm ở trong từ lào sư Sư có nghĩa là thầy Một cái ông thầy của nhà bếp Tức là đầu bếp Ủa ba bà ma mà tôi sư chú sư Bố mẹ tôi đều là đầu bếp Từ thứ ba là miễn chú Miễn là chỉ danh có nghĩa là tên Miễn chủ là đầu bếp có tên tuổi Tức là đầu bếp nổi tiếng Xeo quán tờ ba bà suy quê miễn chủ Xeo quán ba bà suy quê chủ Bố của bạn Vương là một đầu bếp nổi tiếng Dĩ quê cũng được, dĩ cưa cũng được Kế tiếp ta có từ chủ chi Chủ chi, từ chi không chỉ cụ có nghĩa là công cụ Những cái công cụ, những cái đồ dùng trong nhà bếp á, Là từ chủ chi thiên của hôm thiên của qua tôi cùng mẹ đi mua uh, một số đồ dùng trong nhà bếp à, cái tiếp từ thứ hai ta có từ chân dài chân dài âm hán Việt là chính tại Chữ chính vẫn còn dùng chính tả rồi quan Minh chính đại rồi đó và chữ tại là ở cũng còn dùng với cái nghĩa là đang ví dụ xèo lín trên chai chỗ xóm ma? xèo lín trên chai cho xóm ma? bằng lâm đang làm gì vậy tha trên chai khan su tha chân trai khan su bạn ấy đang xem sách xèo quảng đó còn bạn vương thì đang làm gì tha suy dỗ dữ là tha suy dỗ dữ là bạn ấy đi bưu điện rồi chúng ta cùng đọc lại sầm tha là kế tiếp ta có từ thứ hai là từ Tại, trai ông Hán Việt là tại vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình từ này sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là ở chúng ta cũng gặp rồi và nghĩa thứ hai là đang chúng ta cũng gặp rồi bây giờ chúng ta ôm nó lại một chút chúng ta sẽ gặp với cái nghĩa thứ nhất nè Xe xe Xin hỏi thầy tả có ở nhà không? Xin hỏi không? Bố dài thầy không? có, ông đi ngân hàng rồi. Bố dài thầy tạ có ở Với cái nghĩa thứ hai là đang. Xeo liễn, nì chai canh nì bạn Lâm ơi, bạn đang làm gì vậy? Nì chai can Từ can nghe chỗ này chúng ta cũng có thể đổi là cho, nì chai cho sở bạn đang làm gì vậy? ở tôi đang xem báo đây. kế tiếp ta có từ thứ tư đó là từ trần Trần âm ở việt là chữ chính hoặc là chữ chánh vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình à, cũng có nghĩa là đang. À, chúng ta xem ví dụ nè, xéo xù, chín thì thay là, chúng ta sẽ có một À, bạn hứa ơi hôm nay à, trời nóng quá Chúng ta đi bơi đi Hậu à, quả trân sàng suy yếu dùng nè Hậu à, quả trân sàng suy dỗ dùng nè Được đấy, tôi cũng đang muốn đi bơi nè chân hay đi vinh nơ Pù trí tàu dỗ dùng sữa chỉ đền quan mệnh Không biết là hồ bơi Dỗ dùng sữa là hồ bơi Mấy giờ đóng cửa chỉ đèn quan mệnh Ba tiền quan anh mệnh, sên giai lưu tiền, hãy chào Ba tiền quan mệnh là 8 giờ đóng cửa, sên giai lưu tiền, bây giờ là 6 giờ, hãy nó. Vẫn còn sớm mà. Và chúng ta lưu ý. Thế bây giờ chúng ta có ba cái từ đều có nghĩa là đang cả. Chúng ta khảo sát này, trân giai. Trân giai là đang chỉ sự việc đang diễn ra nhưng mà đã được một lúc rồi. Được một lúc rồi. Và từ này có thể dùng trong cả văn nói lẫn văn viết Tức là nói cũng được mà viết cũng được Thứ hai ta có từ chai Chai cũng chỉ sự việc đang diễn ra được một lúc Và nó thường dùng trong văn nói hơn Tức là trong khi nói người ta dùng nhiều Cái tiếp ta có từ trân Trân cũng có nghĩa là đang Nhưng mà chỉ sự việc vừa mới diễn ra chưa bao lâu Nó đang diễn ra mà nó mới diễn ra chưa được bao lâu cả Mới diễn ra chưa bao lâu và có thể dùng cả trong văn nói lẫn văn viết luôn là chúng ta lưu ý sự khác biệt này nha Kế tiếp ta có từ thứ năm là từ fan Fan là cơm Fan là cơm Âm hóa Việt là phạn thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa Chúng ta xem ví dụ nè Xèo trang nì huy bù à, huy xóa fan Xèo trang nì huy bù huy xóa fan bạn Trương ơi, bạn có biết làm cơm không vậy? Tức là bạn có biết nấu ăn không vậy?

Uh, nị tôi có thể dạy cho bạn. Ừ. và ở đây chúng ta có cái từ mở rộng đó là từ trang, trang là họ trương. ở những cái nghĩa khác là lượng từ một tấm một tờ gì đó thì chúng ta sẽ gặp sau. còn trong phạm vi của bài này thì nó là họ họ trương. như vậy nếu một cái cô gái nào đó họ trương thì mình gọi là trang xẻo nhẹ. một cái người đàn ông nào đó họ trương mình gọi là trang sen sơn. Còn nếu bạn của mình họ trương thì xưng hô thân mật ta đặt cái từ xèo, từ tiểu phía đằng trước cái họ thì xưng hô thân mật sẽ gọi là xèo răng xèo răng à, và từ đây chúng ta có những cái từ mở rộng cho nó nè. Ta có từ thứ nhất là chư, chư là ăn. Wǒ tài ơ là wǒ xiǎng Wǒ là wǒ xiǎng Tôi đói quá rồi, tôi muốn ăn một chút gì đó bữa sáng suy tàn tony tôi muốn ăn một chút đồ ăn một chút gì đó từ thứ hai phan là cơm và ta có từ chào là sớm chào phan như vậy là cái cơm cái bữa cơm mà mình ăn lúc sáng sớm thì mình gọi là cái bữa ăn sáng à, chúng ta cùng đọc này chín thiên của hỡi xèo trang suy suy chào phan chín thiên của hỡi xèo trang suy suy chào phan hôm nay tôi và bằng trương đi ăn sáng suy suy chào phan rồi kế tiếp ta có từ u fan ủ là buổi trưa từ 11 giờ đến 1 giờ khoảng thời gian đó à, Cái buổi cơm à, và thời gian đó thì là cơm trưa Trung ngủ, dài sẽ fan Trung sẽ fan xe xe Buổi trưa tôi thường ăn trưa ở căng tin của trường Chúng ta lưu ý là ở trong tiếng Hoa phải luôn ở đâu mới làm việc gì phải ở đâu mới làm gì như vậy là trai sẽ xeo sửa thẳng ở căng tin của trường rồi mới chư ủ phan chư ủ phan trung ủ ủa chẳng trai sẽ xeo thẳng ủ kế tiếp ta có từ hoàn phan hoàn là trễ là muộn à, sang là buổi tối thì hoàn phan là cái bữa cơm tối chúng ta xem ví dụ mày thiên của tôi hủy cha sư hoàn phan Mày thiên của tôi hủy cha sư hoàn phàn Mỗi ngày tôi đều về nhà để ăn tối Hủy cha sư hoàn phàn Và thêm từ nữa Từ phan đó đi với từ quản Quản âm hán Việt là chữ quán Quán cơm, quán ăn, trà quán rồi đó Chữ quán đó Lữ quán đó Thì phan quản đây có nghĩa là cái nhà hàng Nhà hàng nhưng mà không phải quy mô rất lớn Bình thường thôi Ví dụ Sẽn bên dù chỉ cơ hình ta thì phan quản CNPN dù chỉ có hình ta theo phan quản, phía trước có một cái nhà hàng rất lớn, hình ta là rất lớn, hình ta theo phan quản còn phan quản bình thường thì quy mô nó cũng vừa phải nhưng mà đây là hình ta theo phan quản cho nên dịch là cái nhà hàng rất lớn thì được Cái tiếp ta có từ sai, sai âm hóa việc là chữ sái, à, có nghĩa là tắm hoặc là tắm nắng á. thì âm pháp việc là sái là tắm nắng thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa À, chúng ta lưu ý là à, phía trước là chữ nhật à, tấm nắng thì phải có nắng là trước có chữ nhật ở phía đằng sau nó là cái chữ tây nhưng mà chúng ta có cách để dễ nhớ có cách để dễ nhớ là khi mặt trời mà nó đi về hướng tây thì chúng ta tấm nắng hay là phơi nắng gì đó thì nó sẽ có nhiều ánh nắng hơn à, chúng ta xem ví dụ bên dưới xảo lì mình suy sai thái dâm ba xảo lì mình suy sai thái gian bạn Lý ơi chúng ta đi tấm nắng đi Sai Thái Giang Thái Giang là Thái Dương có nghĩa là mặt trời ấy. Sai Thái Giang là đi tấm nắng Hảo à Hoa hẳn xì hoan sai Thái Giang Hảo Hoa hẳn xì hoan sai Thái Giang Được đấy tôi rất thích tấm nắng Xin chai chi hảo mà Xin chai chi Bây giờ đi được không Hảo khởi sư của giáo cháu điện hủy giá họ sư giáo, giáo hủy cha. được nhưng mà tôi muốn về nhà sớm một chút được khờ sư là giáo, giáo hủy cha tôi muốn về nhà sớm một chút cái tiếp nữa chúng ta mở rộng ta có từ lị lị là họ lý cho chúng ta thấy ở trên đó là chữ mọc ở dưới là chữ tử thì người ta hay chơi chữ với nhau là chữ mọc ở trên là chúng ta sẽ thấy nó là chữ thập với chữ bác là chữ thập rồi đến chữ bát thập là chữ sửa là 10 rồi mới hai cái hai cái nét hai bên đó là chữ bát là thập bát tử sửa ba sửa thập bát tử đó là họ lý từ thứ bảy ta mới gặp đó là thái dương thái dương âm hóa việt là thái dương thì có nghĩa là mặt trời thôi mặt trời Tiểu lì ní mày thiên tôi chưa sai thái dương mà sáu mày thiên tôi thái mà Uh, bạn Lý ơi, mỗi ngày bạn đều đi tắm nắng à Mỗi ngày bạn đều đi tắm nắng phải không Ní mày thiên tôi chì sai thái giam bà bố sư mấy thên, sư chư chư. sư, mấy thên, sư chư chư. Không phải mỗi ngày à, có thời gian thì tôi sẽ đi Wo bố sĩ hoan sai thái giam Tôi thì không thích tắm nắng Tôi không thích tắm nắng Sai thái giang tuy sinh thì hấn hảo à sai thái dương à? tuy sân thì ảnh hậu á à, tắm nắng đối với sức khỏe là rất tốt như vậy ta dịch là tắm nắng sẽ rất tốt cho sức khỏe kế tiếp ta có từ thứ 8 là từ su phù su phù âm hán việt là thư phục thư này nằm trong thư giãn vẫn còn dùng và chữ phục này nằm trong y phục hay là phục hồi khôi phục vẫn dùng từ phục này nhưng ghép vào thư phục thì không thấy còn tách ra thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình Sú à, có nghĩa là dễ chịu thoải mái nhưng mà chúng ta lưu ý dễ chịu thoải mái này nó chỉ ở những cái giác quan những cảm nhận của mình á. ví dụ mình đi một chiếc xe nó rất là êm à, thấy thoải mái dễ chịu bên ngoài trời nắng nóng mình vào trong phòng mát mẻ mình thấy dễ chịu là dùng từ su phu này mang đôi giày rất là êm chân à, êm chân của mình là thấy à, su phu à, thoải mái dễ chịu còn ví dụ cái người này rất là khó chịu anh ta không có dễ chịu thì nó không có dùng từ này hay là công việc này nó rất là áp lực Không có thoải mái Nói về mặt tinh thần thì chúng ta không có dùng từ su phu này Từ su phu này nhắc lại Tức là chỉ chỉ những cái cảm thụ à, Từ những giác quan của mình thôi Rồi chúng ta xem nè Lì hình hành lẻng hoa hành su phu Lì bên hình lẻng hành su Bên trong rất là mát mẻ Rất dễ chịu Chính thay rơ là xa thiên thay rơ là xa thiên hôm nay nóng quá đi hôm nay thật là nóng tôi không có thích mùa hè xem ra mình suy dùng ba ra mình suy dùng ba bây giờ chúng ta đi bơi đi họ được đọc lại nha lì bé hình lén hoài ba cái tiếp nữa ta có từ che, che âm hán Việt là chữ tiếp, tiếp đại, tiếp đón thì vẫn còn dùng từ này. Âm à, hán Việt à, thì là tiếp thì thấy còn dùng. À, chúng ta sẽ có hai cái nghĩa, nghĩa thứ nhất là nghe cái điện thoại của ai gọi đến. Ví dụ như ai đó à, đang ngồi nói chuyện với mình thì có điện thoại gọi đến, thì mình nói bạn nghe điện thoại đi, nì che tên hoa pa nì che tên hoa pa Và từ che cái nghĩa khác có nghĩa là đón, mình đi đón một người nào đó ví dụ bây giờ tôi đi đón một người bạn nè xin chào của chia chia với cơ phận vô. Bây giờ tôi đi đón bố mẹ tôi, xin chào của chia chia ba bà ba mà, có hai nghĩa đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới, ba bà chia điện thoại, ba bà chia điện thoại, bố ơi nghe điện thoại, ta chơi siêu sợ, buông nấn chia điện ta chơi siêu sợ buông nấn chia điện thoại, bố đang sửa xe, không thấy nghe điện thoại được, buông nấn chia điện thoại. Một ví dụ nữa xèo trăng thì suy nả nó Bạn rương bạn đi đâu vậy Thì suy nã liền nó cũng được Ồ chì chế ý cơ vô Ồ chế ý cơ vô Tôi đi đón một người bạn Tôi đi đón một người bạn Cái tiếp nữa ta có từ Xì với chào thì đọc là Xí chào Xí chào Xì ấm hóa việc là tẩy, mà nó nói tẩy gội, tẩy rửa thì tẩy vẫn còn dùng. Còn chào là tảo thì với cái nghĩa là rửa gội vậy thì không còn dùng nữa. Còn tảo là sớm có từ khác hay là rong tảo có từ tảo khác. Xì sì ở đây có nghĩa là tắm. Như vậy từ xì sì là nghĩa là chính. Xì sì là chính còn từ xào đó là từ phụ vào thôi. Cơ cơ cho Cơ chai cho anh ơi anh đang làm gì vậy quá sĩ cơ dạoạ anh đang tắm cái có việc gì không Như vậy sĩ sí giào là tắm trong văn nói nó có thể xen cái từ uh, chèn cái từ cưa vào giữa xì cơ dạo hay là uh, sĩạo sí thì có nghĩa như nhau yeah. anh đang tắm cái có việc gì không quá sen cơ quá cơ em muốn nhờ anh giúp một chút giúp một việc của máng là đi chừng ba bà bánỉ ba củaảng là đi chừng ba bà bánì ba anh bận rồi em nhờ bố giúp đi em nhờ bố giúp em đi đi chừng ba bà bánì ba và chúng ta mở rộng từ cái từ chào này à, như vậy xì không là rửa nè nó nghĩa thứ nhất là rửa sổ là cái tay xí sổ là rửa tay ví dụ tôi đi rửa tay của suy xí sổ của suyí sổ rồi liền là cái mặt Cái mặt của mình á Xỉ liền là rửa mặt Trước đây ta có gặp một cái từ nữa là từ men cũng là mặt Nhưng mà cái đó là chung chung thôi Ví dụ như uh, tuy men là đối diện nè Rồi uh, ti men là mặt đất Rồi suy men là mặt nước Rồi hài uh, men là mặt biển Tro men là mặt bàn Như vậy men đó là mặt chung chung hết rồi còn lèn này là chỉ cái chỉ cái gương mặt của mình thôi, ta lưu ý vậy, phía đằng trước nó là bộ nhục. Như vậy xỉ si lèn là rửa mặt. Xì sì chơ là rửa xe. Trước đây ta có từ chư xỉn chơ là, là xe đạp, thì một từ chơ không là xe, mô tô chơ là xe gắn máy. Như vậy xì sì xơ là rửa xe nói chung. Nếu rửa xe gắn máy mà nó là xì mô tô chơ, rửa xe hơi là xì sì chi chơ xỉ sổ là rửa tay và xỉ sổ gen là cái phòng rửa tay một từ gen này nằm trong từ phản gen gen không cũng có nghĩa là phòng xỉ sổ gen là cái phòng rửa tay ở những cái công ty nhà máy lớn công nhân có thể thao tác với những cái sản phẩm những cái thứ mà có thể gây độc hại thì thường người ta rất kỹ ở trước các cái căng tin trước các cái nhà ăn là nó có một cái phòng rửa tay ai đến cái giờ ăn cơm đi vào trong cái phòng ăn vô trong cái sữa thẳng á, thì buộc phải đi vào trong cái sĩ sổ gen này rửa tay sạch sẽ rồi mới được vào đó ăn để tránh có thể xảy ra tình trạng ngộ độc gì đó vân vân hoặc là ảnh hưởng tới sức khỏe cái tiếp ta có xì y phục y phục là quần áo à, cũng có một số vùng đọc là y phủ nên mình cố ý mình để thanh hai ở đó nhưng mà thực ra thì đọc là y phục là được rồi khỏi cần thanh hai cũng được như vậy lúc đó nó có nghĩa là giặt quần áo xì y phục Chúng ta cùng đọc nha. Xì sổ, xì liền, xì sơ, xì sổ gian, xì y vô. Và kế tiếp ta có từ thổ là cái đầu. Như vậy là xì thổ lúc đó là gội đầu. Xì thổ là gội đầu. Và đến đây thì tôi xin kết thúc cái phần 1 trên 3 của bài 10. À, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi các bạn đừng quên đăng ký vào trong cái kênh của mình để khi mà mình post những cái clip mới các bạn có thông tin ngay để không trễ cái thời gian mà các bạn đang theo dõi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại